Tháng 3 năm 1980, tại nơi An Bin đã diễn ra hai trận đánh rất ác liệt giữa Trung đoàn 174 và bọn phản động ba phái Campuchia. Hai đồng chí đại đội trưởng là anh Đặng Duy Diềm, C1D4 và anh Ngô Xuân Sào, C11D6 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 đã hy sinh anh dũng. Chúng tôi lần tìm từng gốc cây ụ mối nơi đã in dấu chân xưa, rồi lên bờ hồ, nơi trước đây là chiến hào của địch và cũng là nơi tập kết liệt sĩ trước khi chuyển về tuyến sau, long trọng làm lễ tưởng niệm những người đã khuất. Trong làn khói hương nghi ngút trên nền nhạc chiêu hồ tử sĩ, những ký ức một thời chinh chiến bỗng hiện về trong tôi. Hồ Am Bin, tiếng Việt gọi là hồ cây me, là một hồ nhân tạo khá lớn hình chữ nhật, có chiều dài khoảng 1,4 km, chiều rộng khoảng 0,8 km, nằm lọt giữa những cánh rừng cột nguyên sinh phía tây bắc tỉnh Battambang, cách biên giới Campuchia Thái Lan khoảng 2 km. Trên Google Maps hiện nay vẫn thấy một hồ nước lớn có tên gọi là Ramdun Chat, thuộc tỉnh Ban Tiên Men Chay. Bên kia biên giới, hệ thống giao thông của Thái Lan khá tốt. Quốc lộ 3308 và quốc lộ 3446 chạy song song với đường biên, có những đoạn chỉ cách biên giới khoảng 300 mét. Hai con đường này gặp nhau tại tây bắc của hồ và xuyên vào nội địa Thái, nên khi địch phòng ngự tại Am Bin, với sự hỗ trợ của quân đội Hoàng gia Thái Lan, thì những con đường này trở nên vô cùng lợi hại, rất tiện cơ động lực lượng để triển khai đội hình chiến đấu, hình thành thế bao vây từ nhiều phía hoặc ứng cứu giữa các cứ điểm, dễ triển khai đội hình phòng ngự hoặc phản công. Thêm nữa, vào mùa khô ở Campuchia là mùa cực kỳ hiếm nước, nên với một hồ chứa hàng vạn mét khối nước lại nằm giáp biên giới Thái Lan, Am Bin đã trở thành một cứ điểm rất quan trọng trong chuỗi các cứ điểm mà địch xây dựng dọc tuyến biên giới tỉnh Battambang, gồm Am Bin, cao điểm 175, Đăng Cung, Bồi Pét và Phu Mê Lai, để chống lại các cuộc tấn công của bộ đội ta. Mùa khô năm 1980, nhằm tiêu diệt các cứ điểm của địch dọc tuyến biên giới, sau khi đánh chiếm Đăng Cung, tiến công vào cao điểm 175, Trung đoàn 174 triển khai kế hoạch tiến công Am Bin. Ngày 12 tháng 3 năm 1980, bộ đội ta bí mật luồn rừng, hành quân hơn 17 km từ Thermopuk lên tiếp cận hồ Am Bin. Lực lượng được trung đoàn sử dụng trong trận đánh này là tiểu đoàn 4, tăng cường đại đội 5 của tiểu đoàn 5. Tối 12 tháng 3, trên các mũi, các hướng, bộ đội ta đã áp sát mục tiêu theo kế hoạch. Về phía địch, do không phát hiện được lực lượng của ta nên chúng rất chủ quan, tổ chức canh phòng lỏng lẻo, thắp đèn sáng trưng và mở nhạc vang động cả một vùng. Các chiến sĩ thuộc các phân đội tiền duyên nghe rõ tiếng chúng nói chuyện với nhau, nhí nhéo suốt cả đêm. 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3, sau loạt bắn chuẩn bị của pháo binh sư đoàn, cả đơn vị đồng loạt nổ súng đánh chiếm mục tiêu. Từ nhiều mũi, nhiều hướng, bộ đội ta xông lên chiến hào, tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực của địch. Tuy nhiên, dựa vào công sự kiên cố, địch ngoan cố chống trả quyết liệt. Mãi đến 11 giờ trưa, ta mới làm chủ được trận địa. Địch tàn rã, chạy sang bên kia biên giới, bỏ lại rất nhiều xác chết, vũ khí và quân trang quân dụng. Ngay trưa ngày 13 tháng 3, địch củng cố và bổ sung lực lượng với sự yểm trợ của pháo binh Thái Lan, hình thành thế bao vây từ nhiều phía, tổ chức phản công chiếm lại mục tiêu. Với lực lượng áp đảo khoảng hơn 400 tên, địch dàn hàng ngang tiến vào trận địa phòng ngự của ta, bắn như vãi đạn, sử dụng súng bắn tỉa truy sát bộ đội ta hết sức dã man. Trong hồi ký của mình, anh Lê Văn Minh, một cựu chiến binh của đại đội 1, tiểu đoàn 4, may mắn trở về đã viết: nằm quan sát thấy rõ, chúng dàn hàng ngang tiến lên, trong đó có cả đám lính nữ mặc quần áo giản dị. Trong trận đánh này, đại đội chúng tôi đã đảm nhiệm mũi chủ công, đánh trực diện với địch nên tổn thất rất nhiều. Trận phản kích của địch
kéo dài suốt từ trưa đến chiều muộn. Về phía ta, do lực lượng mỏng, lại phải căng mình chiến đấu với địch suốt cả ngày, không có lực lượng tiếp viện, không có hậu cần đảm bảo, lại hết đạn và không còn nước uống, nên quân số hao hụt dần. Rất nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương và đã hy sinh. Anh Đặng Duy Diềm, đại đội trưởng đại đội 1, cũng bị địch bắn bằng súng bắn tỉa và hy sinh trong khi đang chỉ huy đơn vị chiến đấu. Trước tình hình ấy, trung đoàn buộc phải lệnh cho tiểu đoàn 4 tạm thời lui quân về bình độ 36, củng cố đội hình, làm công tác thương binh liệt sĩ và tổ chức rút lui. Địch tái chiếm lại An Bình. Sau thất bại của tiểu đoàn 4, trung đoàn quyết định tung tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 5 thiếu C5 tiến công An Bình, trả thù cho tiểu đoàn 4 và quyết tâm đánh bật địch khỏi căn cứ quan trọng này. Ngày 16 tháng 3 năm 1980, tiểu đoàn 6 được lệnh hành quân từ Phung Tà Ben cắt rừng theo hướng Bắc tiến về An Bình. Trong trận đánh này, tôi được phân công đi máy vô tuyến cho đại đội 11 do anh Ngô Xuân Sào là đại đội trưởng. Anh Sào sinh năm 1957, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa, nhập ngũ năm 1975 và đã tham gia rất nhiều trận đánh với quân Pol Pot khi chúng tràn qua biên giới, cũng như trong chiến dịch giải phóng Campuchia sau này. Bên cạnh sự thông minh, gan dạ, anh là người rất dễ mến vì vẻ đẹp trai trắng trẻo và có tài văn nghệ. Mỗi khi anh cười, hàm răng trắng lóa, trông thật duyên và rất đàn ông. Suốt ngày 16 tháng 3, chúng tôi hành quân trong cái nắng như thiêu như đốt của miền Tây Campuchia. Mãi tới chiều muộn mới có lệnh dừng lại và bố trí đội hình theo hướng dẫn của trinh sát. Điểm tập kết chiến đấu của tiểu đoàn cách tiền duyên phòng ngự của địch khoảng 1.000 mét. Trong lúc bố trí đội hình, các chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn đã phát hiện thấy mấy tên địch mặc quần áo giản dị, cầm súng lố nhố ven hồ, và chúng cũng nhìn thấy trinh sát của ta, nhưng cả hai bên đều lảng tránh, không nổ súng. Vì quá mệt mỏi, nên khi có lệnh dừng lại, tôi tìm vị trí, đặt máy ở chế độ trực canh, rồi mắc hai đầu dây võng vào hai cây khổp già, nằm lên và tiếp đi, không còn biết gì nữa. Đang ngủ say, thì chú Tuấn liên lạc đại đội đến thức dậy. Anh Điền ơi, đưa bình tông em đi lấy nước. Mùa khô ở xứ sở này thật khắc nghiệt, nóng như đổ lửa mà chẳng có mưa, nên nước là thứ quý hơn vàng. Để đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu trong điều kiện phải di chuyển đội hình, trung đoàn bố trí xe đưa nước lên cho bộ đội. Tuy nhiên, vì phải giữ bí mật nên xe chở nước không đến được khu vực tiểu đoàn mà phải dừng lại cách xa khoảng 2 cây số. Các đơn vị phải cử người đến lấy nước về cho bộ đội sử dụng. Mỗi người được phát một bình tông nước để uống trong ngày. Lúc đưa bình tông cho Tuấn, lắc lắc thấy còn một ít nước, tôi rót ra cái bát sắt tráng men định uống, nhưng nhớ là đã gần chục ngày rồi không được tắm, lại phải hành quân liên tục trong những cánh rừng le rừng khộp bị địch đốt cháy nham nhở, ngứa khắp người, nên tôi liền cởi quần áo định xem chỗ nào bẩn thì lau đi cho bớt ngứa. Chào ôi, khi cởi quần áo ra, nhìn cơ thể mình mà tôi không thể nhận ra được nữa. Từ các quân trở xuống, chỗ nào cũng một màu đen kịt. Lúc hành quân, than cho và bụi đường cứ theo hai ống quần mà chui ngược lên thắt lưng. Vì vậy, nửa cơ thể phía dưới không khác gì lính đặc công hóa trang trong đất. Tôi dùng dao găm, xé đôi cái áo may ô đang mặc, một nửa nhúng vào bát nước thấm lên người, nửa còn lại dùng để lau khô cho bớt đèn đúa. Nhưng vì nước ít quá, nên khi lau xong, nhìn cơ thể mình thấy cạc nham nhở. Những vệt lau giống như chiếc hình vẽ của một họa sĩ tồi trên một gốc cây già. Sau bữa cơm tối, đang định lên võng ngủ sớm để lấy sức mai còn chiến đấu, thì cậu Hà, lính vào cùng đợt Hà Nội với tôi, lên gặp anh Sào trao đổi công việc. Thấy anh Sào chuẩn bị đánh răng, Hà leo lên võng của tôi tán phét. Nhìn anh Sào vừa hỏi chuyện Hà, vừa loay hoay lấy thuốc đánh răng,
Tôi nói, anh đánh làm gì? Nước đang thiếu, mai chiếm hồ của chúng nó tha hồ mà tắm, mà uống, mà đánh răng anh ạ. Anh bảo tôi, tao vừa ăn mắm tôm xong, giờ không đánh răng không chịu được. Với lại phải giữ răng lợi cho đẹp, để sau này về còn lấy vợ chứ. Lỡ ế thì sao? Nói xong anh cười phớ lớ. Sớm ngày 17 tháng 3, chú Tuấn lành võng, đánh thức mọi người dậy để chuẩn bị chiến đấu. Tôi bật máy sang chế độ chiến đấu, rồi quấn võng, nhét vào ba lô, tìm giày để đi. Nhưng khi lấy đèn pin soi ở dưới gầm võng, soi mãi, vẫn chỉ thấy hai chiếc giày cùng chân trái. Hoảng hồn chợt nghĩ, chỉ có thằng Hà thôi. Nó lên võng tôi nằm, rồi về vội nên đi nhầm. Giờ không còn thời gian, mà cũng không biết hầm nó chỗ nào mà đổi. Giờ gờ thì đã đến, biết làm sao bây giờ. Đành mở hết dây giày, mắm môi mắm lợi, cố nhét chân vào chiếc giày trái, chiều bị ông bạn đến chơi vô tình bỏ lại. Đúng 5 giờ sáng, tiểu đoàn phát lệnh tiến công. Tôi đeo ba lô máy vào lưng và bắt đầu phiên liên lạc. Đã tham gia rất nhiều trận đánh, nhưng trước giờ nổ súng, hầu như rất tự nhiên, lần nào răng lợi cũng va vào nhau cầm cập, tim đập loạn xạ và một cảm giác ớn lạnh, mơ hồ, xâm chiếm cơ thể mà không thể định nghĩa được đó là cảm giác gì. Mở màn, pháo 105 ly của sư đoàn từ Svajec bắn cấp tập vào cứ điểm của địch. Ngồi sau một gốc cây khổ, nghe tiếng đạn bay qua đầu, rít lên trong không trung và những tiếng quỳnh quàng chát chúa ngay trước hướng tiến công của đơn vị mà thấy ấm lòng. Những cây khổm rung lên rào rào theo từng nhịp bắn và mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi khiến cảm giác ớn lạnh dần tan biến. Rồi tiếng pháo thưa dần, thay vào đó hỏa lực của tiểu đoàn bắt đầu lên tiếng. Cối 82, DKZ-75 và súng máy 12 ly 7 được phân công đi theo hướng các phân đội liên tục bắn vào trận địa phòng ngự của địch. Tiếng đạn các loại nổ vang tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp mà chỉ có những người lính đã từng qua trận mạc mới phân biệt được. Từ các mũi, bộ đội lợi dụng địa hình địa vật dàn hàng ngang vừa tiến vừa bắn. Khắp nơi rền vang tiếng súng bộ binh. Dù đã tăng tảng sáng, nhưng đường bay của những viên đạn vạch đường, những vệt sáng xanh lét của những viên B-40, B-41 đang chéo vào nhau, giống như một đêm pháo hoa chào đón giao thừa. Tiếng điểm xạ tạch tạch của AK-47, tiếng cóc oành của cối cá nhân M-79, những tiếng bùng ùnh của B-40, B-41 và cả những tiếng nổ đầu nòng tòng tóc của cối 60, xem vào đó là những viên đạn bắn trả của địch toàn toác vào những cây khộp, có những viên cháy đỏ mãi trên thân cây, khiến tôi có cảm giác trận đánh giống như một trận bắn thi của các loại hỏa lực. Không gian đặc sệt mùi thuốc súng và khói bụi dày đặc. Tôi chạy theo anh Sào giữa đội hình chiến đấu, nhưng vì hai chiếc giày cùng chân nên hơi chật và khó chạy. Bàn chân nọ cứ đập vào ống chân kia, khiến tôi ngã hoành hoạch. Có lúc tôi ngã, tổ hợp rơi lồng lốc, bám để đất cát. Phải vừa chạy, vừa thổi phù phù, rồi lấy vạt áo lau nắp tổ hợp để nghe cho rõ. Anh Sào tay cầm khẩu K-54, hô lên trên đầu, động viên bộ đội. Tiến lên các em, địch nó chạy hết rồi. Rồi anh bảo tôi, anh em mình chạy lên ụ mối kia nhá. Nói xong, anh lao phía trước, tôi khom lưng chạy theo anh. Tiếng súng của cả ta và địch vẫn đang lên khắp bốn phía, tạo thành một thứ âm thanh không thể có trong thời bình. Đội hình chiến đấu của đại đội tiến đều giữa hai cánh. Những chàng lính trẻ, tuổi đời mới 20-21, phần nhiều quê ở Thái Bình, Hà Nội, Sài Gòn, mới vào chiến trường khoảng 1-2 năm, nhưng đã trở thành những cựu binh, rất nhiều kinh nghiệm trận mạc, giỏi vận động tiến công và lợi dụng địa hình địa vật. Họ bình tĩnh nổ súng và cơ động rất linh hoạt,
để hạn chế hiệu lực sát thương của hỏa lực đối phương. Khi thấy đạn bắn đỡ giáp, anh Sào lại bảo tôi: "Mình lại chạy lên gốc cây kia nhá." Anh chạy trước, tôi lại lao theo anh. Hai anh em nép vào một gốc cây khổ có đường kính chừng 30 cm, kẻ trước người sau. Gốc cây nơi anh em tôi đứng lúc đó chỉ cách tiền duyên phòng ngự của địch khoảng hơn 100 m. Từ chỗ đó tôi nhìn rất rõ những tia lửa đầu nòng của khẩu đại liên địch đang bắn tới. Chúng tôi bắn xối xả về hướng tiến của đại đội. Phía sau hai anh em tôi, một chiến sĩ khẩu đội cối 60 bị thương do một viên đạn bắn trúng má. Viên đạn bay ngang làm vỡ xương hàm người lính, máu ở miệng trào ra ướt đẫm cổ và ngực áo. Bên cánh trái, một chiến sĩ khẩu đội đại liên bị đạn địch bắn gãy một chân. Bên cánh phải, một chiến sĩ vấp mình bị thương vùng bụng, máu trào ra ướt đẫm chiếc áo rách tè tua. Bộ phận vận tải phải liên tục cơ động trong làn đạn địch để đưa thương binh về phía sau. Tình thế hết sức khẩn trương, đội hình tiến công của đại đội khựng lại, không thể tiến lên được. Lúc ấy gương mặt anh Sào bỗng trở nên hết sức căng thẳng. Từ gốc cây, hai anh em tôi đứng, anh không nói gì với tôi mà nhún người lấy đà, rồi lao nhanh sang ụ mối lớn, trách sang trái so với hướng tiến của đội hình khoảng 20 mét. Tôi dướn người định chạy theo anh, nhưng thấy lúc anh chạy, đạn địch bắn cạch cạch, bụi mù ngay phía trước gốc cây, nên chợt nghĩ, nếu mình chạy tiếp, chắc chắn chúng sẽ không bắn trượt, nên đành dừng lại chờ cơ hội. Từ ụ mối đang nấp, phát hiện thấy hỏa lực địch, anh Sáu bắt to: "Thiện, Thiện, mày cho khẩu B-41 bắn vào khẩu đại liên cho ta một phát." Không có tiếng trả lời, chỉ có một tiếng tách khổ khốc, rồi một vệt lửa xanh lét bay ra từ phía khẩu B-41 lao về phía địch. Một tiếng nổ sạch đùng vang lên. Sau tiếng nổ của viên đạn B-41, khẩu đại liên của địch câm bặt. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy anh Sào ngửa người về phía sau và đổ xuống như một cây rừng bị đốn hạ. Chú Tuấn liên lạc gọi tôi, giọng lạc hẳn đi: "Anh Điền ơi, báo về tiểu đoàn, anh Sào bị thương rồi." Dù đang rất lo cho anh, không biết anh bị thương thế nào, tôi dùng mật danh báo với tiểu đoàn. "Báo cáo tiểu đoàn, đồng chí Sào đại đội trưởng đại đội 11 bị thương." Liền sau đó Tuấn lại thét lên: "Anh Điền, anh Sào chết rồi." Tôi ảo đến, anh đã chết. Khi anh ngã xuống, nghĩ rằng anh chỉ bị thương, Tuấn lấy chiếc khăn cả ma địch quấn lên đầu anh. Nhưng lúc đỡ anh dậy mới phát hiện là anh đã chết. Viên đạn đại liên của địch tạo thành một lỗ tròn ở trán, nhưng ở phía sau gáy, cả hộp sọ đã toác ra. Máu và óc trào đầy lòng bàn tay của Tuấn. Người anh mềm nhũn trong vòng tay đồng đội, đôi mắt nhắm nghiền, bình thản như đang ngủ. Có lẽ anh rất hài lòng khi hỏa điểm của địch đã bị tiêu diệt. Anh ra đi khi chiến thắng đã đến rất gần. Tôi sững sờ, mới trước đây mấy phút thôi, anh còn bên cạnh tôi, vừa chạy vừa chỉ huy bộ đội, giọng anh ấm áp, truyền cho anh em dũng khí để xông lên dẹp quân thù. Anh vẫn rất tình cảm với anh em, ngay cả lúc rất nguy cấp. "Tiến lên đi các em, địch nó chạy hết rồi." Vậy mà giờ đây, anh nằm đây bất động, thương xót quá mà không biết làm sao. Khoảng 5 phút sau, khi anh Sào hy sinh, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Chúng tôi ào lên mặt chiến hào phòng ngự của chúng. Một cảnh tượng tan hoang đến ghê rợn. Máu me bê bết khắp nơi. Những vệt kéo sắc hàn thành những đường ngoằn ngoèo trên mặt bùn ven hồ. Những tấm băng trắng lăng lộ máu vương vãi trên mặt chiến hào. Mùi máu trộn lẫn một thuốc súng tạo thành một mùi tanh nồng rất khủng khiếp. Ngay trên mặt hào, ba xác chết của địch mặc quần áo giản dị bị bỏ lại, nằm với những tư thế khác nhau. Đạn dược tăng võng và cả những hộp cá của Thái Lan vứt lằn lóc khắp nơi. Phía sau ủ mối cạnh mép nước, một tên địch bị thương nằm ngửa trên mặt đất, một tên đùi bị gãy, xương trồi lên vì chưa được băng bó, miệng méo sạch, hai tay chắp vào nhau văn lại
Nó kêu bòng bòng. Khi thấy bộ đội ta tiến đến, một người lính nhào lên, nhìn chăm chăm vào mặt tên địch. Anh căm phẫn vì mới cách đây mấy phút, chúng điên cuồng chống cự, bắn chết anh Giào và những đồng đội của mình. Nên dù biết là vi phạm chính sách đối với tù hàng binh, mắt anh trợn trừng nhìn tên lính bị thương, từ từ mở nấc liên thanh khẩu AK đang kẹp ở bên sườn, chĩa thẳng nòng súng vào mặt nó, vừa nhả đạn, vừa nghiến răng đến lạc cả giọng. Bong này, tổ cha chúng mày. Xác tên địch nảy lên theo từng nhịp bắn, máu của nó xối ra tung tóe trên mặt đất và bắn cả vào gương mặt đang căm phẫn của anh. Sau khi anh Sào hy sinh, anh Phong, trung đội trưởng trung đội 1, được tiểu đoàn bổ nhiệm là đại đội trưởng ngay tại trận địa. Nhận nhiệm vụ qua điện thoại do tôi truyền lệnh, anh Phong chỉ huy đơn vị tiến dọc bờ hồ, lên bố trí đội hình ở phía bắc căn cứ, sẵn sàng đánh địch phản kích. Tôi khoác máy đi theo anh Phong, đến đúng khu vực đội hình của đại đội 11, được giao đảm nhiệm vụ, thì lão tiến xe cầm một khối pin từ hướng tiểu đoàn bộ chạy tới. Lão giật giọng gọi: Tiên, Tiên ơi, dừng lại thay pin đi, máy mày hết pin rồi, nghe rẻ lắm, thay đi, lỡ địch đánh xuống còn liên lạc. Tôi tháo máy khỏi vai, đặt xuống bờ hồ. Hai anh em lật ngược chiếc máy để cho pin mới vào. Đang hí hú thay pin, chợt nghe một tiếng uỳnh. Cách đó khoảng 20 mét, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy mấy anh em khiêng anh Phong từ bụi cây phía trước ra. Máu của anh thấm đẫm chiếc áo lính, nhiều thanh rong trên mặt đất. Thì ra trong lúc dẫn các phân đội nhận vị trí phòng ngự, mấy anh em đạp phải mìn, bọn địch cài lại, nên anh đã bị thương nát hết phần bụng. Vậy là trong trận đánh vào Am Bin, tôi hai lần thoát chết. Lần thứ nhất là khi tôi quyết định không chạy theo anh Sào lúc tạt chéo ra ngụ mối để chỉ huy tiêu diệt ổ đại liên của địch. Và lần này, may có lão Tiến Xòe cứu mạng. Đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm và hoàn toàn làm chủ Am Bin. Phía sau những chiến hào nham nhở và đầy mùi máu, mùi chết chóc tanh nồng là một hồ nước trong vắt, rộng mênh mông, với những khóm lục bình đang nở hoa tím. Mấy con chim bói cá thấy bộ đội ta nhào xuống tắm, vội trao cánh bay lên. Không khí lại thanh bình êm ả, như trước đó chẳng hề có trận đánh nào xảy ra. Sau khi bố trí xong đội hình chiến đấu, lính ta thay nhau xuống hồ tắm táp và giặt giũ, bù lại cho những ngày kham khổ đã qua. Tôi cũng tranh thủ tắm gội, giặt tang võng và mấy bộ quần áo nhầu nát trong đáy ba lô. Lúc tìm bàn chải đánh răng, lục tất cả các túi cóc vẫn chẳng thấy. Chắc nó rơi khi tôi vận động sáng nay, đành gọi cho chú Tuấn. Tuấn ơi, cho anh xin cái bàn chải của anh Sào nhé. Bàn chải của anh bị rơi mất. Tuấn đưa cho tôi cái bàn chải của anh Sào, cái bàn chải Thái Lan rất đẹp và còn khá mới. Sau này khi về học tại trường sĩ quan thiết giáp, tôi vẫn dùng cái bàn chải này suốt 3 năm học. Và cái hình ảnh anh lao lên phía trước, đạn địch bắn cày bụi ở dưới chân, vẫn ám ảnh tôi đến tận hôm nay. Gần 40 năm rồi mà trận đánh ngày 17 tháng 3 năm 1980 tại Hồ Am Bin như mới xảy ra từ hôm qua. Nhớ mãi tháng 3 máu ở Am Bin. Ngay ngày hôm sau, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 lên giải vây và tiếp quản vị trí mà đại đội 1 tiểu đoàn 4 E-174 chiếm được. Một nhân tố quan trọng là anh Thường, lính 1977 quê Hải Phòng ở trung đội hỏa lực 12-7 D6E-174 đã dùng súng 12-7 bắn một phát để hạ gục tay bắn tỉa Para. Sau khi hô đồng đội quấy rối bằng cách đưa nón lên bên phải và bên trái để xác định vị trí của tên Para bắn tỉa, thật là một hành động anh hùng lúc đó. Nó động viên cho lính mình chiến đấu tốt hơn. Năm 1983, chân ướt chân ráo sang ca, một tân binh đúng nghĩa, từ một đất nước xanh thẳm đến một đất nước ăn co kỳ lạ, khô nứt nẻ, khổ
Loại cây ở vùng này không có cái lá, nhìn thấy lớp lớp trùng trùng. Đất khô, nhìn xa hàng cây số thấy mà ớn, không biết thế nào xa lạ bỡ ngỡ. Lâu lâu mới thấy một chiếc xe bò trên đường, người dân đen nhẹm, nói thứ tiếng mà mình không hiểu gì hết. Nghỉ đêm ở Uradao, sáng hôm sau lại lên đường, buôn lung đồi đá, sông Mekong, nơi đóng quân của E-270 công binh quân khu 5. Chiều lên đến thị xã Sư Tung Trang, chúng tôi được phân về đơn vị. Tôi cùng anh em Đại Lộc về đơn vị C-7 tăng thiết giáp. Nghe đến tên đơn vị, cảm giác an toàn, yên tâm hơn. Cảm giác lo lắng dần dần tan mất. Số phận đưa đẩy thế nào mà chúng tôi ở gần nhau? Nằm lại Sư Tung Trang khoảng hơn 10 ngày. Thời gian ấy chỉ đi loanh quanh đơn vị, tìm hiểu về xe M113. Sao mà thích thú? Có một hôm, tôi cùng mấy đồng hương đi vào thị xã Sư Tung Trang để ngắm nhìn xe M113 cho biết. Thực ra không có tiền riêng, mà chẳng biết mua gì. Thế mà đã gần 10 giờ đêm mới về. Xuôi gặp ngay vệ binh mặt trận, bị bắt. Lúc đó sợ khiếp. Té ra tụi vệ binh đi tuần, thấy bọn mình lính mới leng keng, nên dọa. Hôm sau chúng tôi lại lên đường, khi xe của dê xuống đón. Mùa khô bên ca thật khốc liệt, nắng cháy cọng với bụi đường mù mịt. Xe trước đi cả 100 mét mà vẫn bụi mù. Do không biết nên chúng tôi chỉ biết lấy áo bịt mồm mà chịu. Có lúc đi qua phùm có dân, còn lại là đường rừng khộp là chủ yếu. Hơn 15 giờ chiều, chúng tôi đến chép. Chúng tôi đã được đi non nửa chặng đường. Tắm rửa xong, tôi cùng chung một lán, ăn cơm chiều và nghỉ ngơi. Đến tối, chúng tôi nhận được lệnh không được đỏ lửa vì bọn Pol Pot phát hiện là tiêu đời. Nói thêm là lính chiến trường nhưng không có vũ khí gì, chỉ có 3 khẩu AK của mấy anh lính của dê đón chúng tôi thôi. Màn đêm thật im lặng khủng khiếp, không có lấy một tiếng động vì ai cũng cảm thấy sợ. Bỗng ung ung oanh, những ánh chớp xé toang màn đêm. Chúng tôi nháo nhào tìm nơi ẩn nấp. Mọi người đa số chạy ra phía bờ ao. Khoảng sau hơn 30 phút, với vài loạt AK đáp trả, được lệnh chúng tôi trở về lán, kiểm tra lại quân số thì thiếu mất một người. Thế là tất cả chúng tôi cùng với đơn vị đón quân đi tìm. Ai cũng lo lắng. Tôi thì nghĩ chắc là chết hoặc bị bắt rồi. Tìm hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy. Lúc đó mới cho rọi đèn pin để tìm. Tìm được. Tiếng ới ới gọi. Lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Té ra đồng hương của mình nhát gan quá, sợ nên chạy cách đơn vị hơn một cây số. Gặp một cái giếng cạn nên nhảy vào. Sau này anh ta kể mới vui. Tôi tưởng ai cũng chết hết rồi nên không dám lên tiếng và nằm im chờ đợi. Cả đêm không ai ngủ được. Sáng hôm sau khi có lệnh, đường đã thông và an toàn, chúng tôi rời Chip tiếp tục cuộc hành trình. Từ Chip lên đường sau lệnh thông đường của công binh, sau một đêm mất ngủ thì nỗi lo của chúng tôi càng lớn. Nhưng may là đường từ Chip lên Tà Beng, Breckvihia, đường ít bụi hơn, rừng xanh hơn, dân cũng ở nhiều hơn. Không biết bọn Pol Pot xuất hiện lúc nào, vừa đi nhưng cũng phải dùng vì nhiều đoạn đường vẫn chưa thông được. Chúng tôi thì toàn lính tân binh mới toanh. Lại gặp sự cố đêm qua nên nỗi lo sợ càng lớn. Khi là lính mà chẳng có vũ khí gì trong tay. Đến Phun Đôn, gần sở chỉ huy E-29F-307 thì dừng lại nghỉ ăn cơm trưa. Ở đây còn được gần dân ca nhưng chỉ thấy mấy anh lính cũ nói chuyện thôi. Mình nghĩ chắc như tiếng dân tộc bên mình thôi. Đáng lẽ ra chúng tôi được về đến đơn vị sớm hơn. Một chuyện bất ngờ đã xảy ra là khi qua sông Tà Beng, Breckvihia thì bị một xe bị lầy ở ngầm. Loài hoài mãi chúng tôi mới xuống xe để xe cứu hộ.
Thế rồi cũng qua thị xã Tà Beng Brekvihia thì chúng tôi đã hết lo rất nhiều. Xe máy, xe bò, kể cả ô tô nhộn nhịp. Họ ra mới biết đơn vị còn cách đây gần 5 cây số. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được đơn vị lúc 17 giờ kém. Khi xe vào cổng đơn vị thì có hàng trăm người ra đón hò reo. Sau này tôi mới biết đơn vị đã chuẩn bị đón chúng tôi từ vài hôm trước. Nhất là mấy quê đã có thời gian 5-6 năm ở bên đó. Có chúng tôi thì các anh sẽ được ra quân. Gần 50 tân binh chúng tôi được sắp xếp ở và biên chế ngay vào từng C. Tôi thì về C9. Tất cả chúng tôi sắp chuyển sang trang mới. Chắc là rất nhiều khó khăn. Sau vài hôm nghỉ ngơi, làm quen, tìm hiểu anh em trong đơn vị, biên chế chính thức và được trang bị AK, chủ yếu là súng bản gấp, về đơn vị chiều ngày 18 tháng 12, thì đến ngày 22 tháng 12 năm 83, kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên trong đời lính thấy thật sự ý nghĩa. Mọi chuyện mới anh lo liệu chu đáo, nào là rượu tự nấu, thốt nốt chua, ngọt và cần sa. Ở ca rất nhiều và không bị cấm. Đặc biệt là món thịt. Ngoài thịt heo, mỗi đơn vị lại có một con trâu. Chia thời gian từng C để làm sao cho anh em đến được với nhau. Uống rượu thì toàn chén B52. Rượu ngâm cần sa, thốt nốt chua ngâm cần sa. Nói chung là tiệc rất thịnh soạn. Và có một kỷ niệm trong đời mình nhớ mãi là uống nước thốt nốt chua ngâm cần sa ở C8. Cứ nâng lên là một chén D52, rồi hai, rồi ba. Mình tối tui mặt mũi, được đưa ra ngoài nằm nghỉ. Không biết được lâu không thì cho chó ăn chè hết. Nằm liệt gần 3 ngày. Từ đó nghe đến loại gì ngâm cần sa là sờn tóc gáy. Sau này mình chỉ uống thốt nốt ngọt thôi. Nước thốt nốt sau này mới biết đó là nước của hoa thốt nốt. Muốn chua thì bỏ vỏ cây chuẩn để lên men. Cách làm lấy nước thốt nốt của dân ca cũng rất thông minh. Cứ mỗi cây thốt nốt có từ 4 đến 7 ống tre treo trên cây và làm thang bằng 2-3 cây tre nối lại cột sẵn. Cứ mỗi sáng sớm đi lấy về. Mỗi lần lấy là phải gọt, cắt đầu hoa để ngày hôm sau lấy lại tiếp. Nước chua thì để uống, để bán. Loại này có ga mạnh hơn cả bia. Loại ngọt thì dùng để làm đường thốt nốt. Có một lần đi lấy thốt nốt, nghĩ cũng vui. Ba anh em ra, một người ở dưới canh gác, hai người leo lên cây. Không có gì đựng, mang cả cái ống xuống. Cái khó là không mang đi xa được. Bằng ngồi uống tại gốc cây, xong thì vứt ống đi. Hai hôm sau ra ngoài dân chơi, thì nghe một cụ già quen kể mất thốt nốt và cả ống nữa. Cười thầm, đúng là nhà quen. Đến lúc này cũng học được vài tiếng để nói chuyện, nhưng khi nói là phải dùng cả điệu bộ, trộn lẫn cả tiếng Việt. Cũng có vài từ trong tiếng Việt hay dùng lại phạm húy bên tiếng ca. Có một hôm ra ngoài dân, muốn mua con gà trống. Mẹ ơi, con Tinh nuôi con Mon. Ấp ớ một lúc, rồi đứng dậy, đập hai tay và ó o. Con Tinh con Mon nhi. Cả nhà cười ầm. Hay như chụp cái đuôi của Việt Nam là bóp cái ấy của ca. Thời gian trôi qua, tôi thấy mình lớn lên, huấn luyện binh chủng, cứ lớp trên huấn luyện lớp sau. Miệng nói tay làm thực hành tại xe, nên mọi người nắm bắt cũng rất nhanh. Súng trên xe M13 có hai loại, M50 và M30 của Mỹ, cao xạ 12.7 của phe xã hội chủ nghĩa. Về nguyên lý hoạt động, hai phái khác nhau. Súng 12.7 nổ đanh, ít hư hỏng, nhưng thao tác chậm, nặng nề. M50, 30 thì nổ ấm, dễ sử dụng, nhưng hay trục trặc nếu không có kinh nghiệm. Còn nói về mấy anh lính cũ, cũng chưa được ra quân vì còn nhiệm vụ huấn luyện và truyền đạt hết tất cả kinh nghiệm cho lớp đàn em nữa. Tấm thoát đã gần 3 tháng,
Tết Nguyên Đán đã đến. 3 tháng vừa huấn luyện, vừa hoạt động chiến đấu ở vùng đất này cũng cùng kiếp không kém. Mùa mưa tầm tã, mưa làm đất rừng nhão nhét, mũi đốt thì khỏi nói, sâu xét ác tính, đặc biệt về mùa mưa, thì không đánh nhau, chỉ lo việc học tập huấn luyện và nhất là chuyện cảnh giác. Đã bao năm rồi, những ca gác ở chiến trường thì nhớ mãi. Ca đầu từ 18 giờ đến 21 giờ, tuy dài nhưng vẫn sướng hơn ca gác sau, chỉ 1 giờ, vì xung quanh còn có hơi tiếng đồng đội. Mỗi đêm một khẩu súng, một đốc gác, đêm xuống hàng ngàn đom đóm bay lượn chớp chớp. Nơi gác xa gần 200 mét, nhìn đâu cũng thấy hình di động, căng mắt nhìn, có lúc giật bắn người. Không gian im lìm, bao nhiêu suy nghĩ lo sợ cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu. Thay đổi tư thế, khe khẽ không gây tiếng động, thế mà vẫn còn sợ. Rồi đếm để chờ thời gian, cứ sợ người đốc gác quên thì không biết làm thế nào. Có đêm đếm hơn 5 lần 1.000, nhưng thấy chưa có đốt gác. Rồi nghĩ lung tung, té ra 1 giờ là 3.600 giây. Nhưng ngồi đếm nhanh quá, không phải do đốc gác quên. Trước Tết cũng bắt đầu vào mùa nắng, đơn vị bắt đầu lo chuẩn bị Tết. Khi lấy mai rừng về dâm, lấy cả đống về cắm ở bên bờ suối để gần Tết trọn. Khi ra dân lo tìm thực phẩm, rau củ, nấu rượu, rồi còn chờ thực phẩm trên cấp. Nói chung là làm sao giống cái Tết ở quê nhà nhất. Rồi cả việc chuẩn bị chiến dịch mùa khô, thực ra đó chỉ là công việc đã biết trước hết. Chỉ có lớp tân binh mới ra lò của mình là chưa biết. Rồi Tết đến Tết qua như bình thường. Cũng đi thăm chúc Tết, chỉ hơn là tinh thần thoải mái hơn thôi. Bây giờ đã là tháng 2 năm 1984, lo sửa chữa xe, bổ sung khí tài, lo nhiệm vụ ở phía trước. Nghe kể về mùa khô năm 1982, tại Đăng Rết, cao điểm năm 47, bên ta cũng thiệt hại khá lớn do thiếu nước. Đến khi có nước rồi cũng bị thiệt hại vì sốc nước. Sau Tết mấy ngày, đơn vị được vinh dự đón đồng chí Trung tướng Nguyễn Trơn, tư lệnh quân khu đến thăm và ra nhiệm vụ. Toàn đơn vị nghe đồng chí nói rút kinh nghiệm chiến dịch này, không để việc thiếu nước cho bộ đội. Là lính quen, nghe chỉ biết và cũng chẳng hiểu thế nào. Chỉ nhớ tên là chiến dịch Cam Vàng. Thời gian đó, kíp xe thì chuẩn bị pháo đạn dược, hậu cần thì lo nhu yếu phẩm để làm nhiệm vụ. Ngày nào xe pháo ầm ĩ chạy thử xe, quá nhiều việc. Khoảng đầu tháng 3 năm 1984, mỗi đồng chí nhận được một can màu vàng 5 lít. Kíp xe cũng bận rộn làm thêm một ngũ cốc ở trong. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Lo nhất là mình có được tham chiến dịch không? Vì bộ đội ở nhà chỉ còn gần 20 đứa, có cả thương binh, bệnh binh. Sao không được, cả mấy dê, mấy trăm quân giờ đi hết, thì việc bảo vệ đơn vị càng lo hơn. Thôi, may rủi, nhiệm vụ mà. Cuối cùng rồi cũng được đi. Số xe M13 là 343 xe. Trung đội trưởng là Bùi Xuân Bắc, quê ở Quy Nhơn, Nghĩa Bình, lính 78 là thượng sĩ. Lái xe là anh Ba Dâu, người Thanh Hóa. Pháo thủ 1 là Nam 1979. Pháo thủ 2 là mình. Đúng ra mấy anh đó đã được ra quân, nhưng do chiến dịch phải ở lại. Sau chiến dịch mới giải quyết. Xui xéo công tác chuẩn bị là thế, nhưng mới xuất phát lúc 1 giờ sáng đến 6 giờ thì máy không hoạt động được. Loay hoay mãi rồi được xe kéo đến E Bộ 29, Sư 307. Mà mình kể từ trước, tưởng thế là xong. Lúc đó đội sửa chữa của Trung đoàn 574, kỹ thuật quân khu tập trung sửa chữa, 2 ngày sau mới xong. May mắn trong đội sửa chữa vũ khí quân khu cũng có các anh là chuyên gia vũ khí đạn dược trước năm 1975, hướng dẫn khi chỉnh súng M50-30,
Rất đơn giản, khi chỉnh súng thì chỉ cần vặn nòng súng ra, kéo quy lát về sau, rồi từ từ vặn nòng vào, thả từ từ quy lát, tiếp tục vặn nòng súng vào. Lúc này giữa nòng và quy lát còn kẹt một khoảng, tiếp tục lại vặn nòng, để khi nào khoảng cách này tự sập là ok. Theo lý thuyết thì vặn nòng vào hết cỡ rồi vặn ra 7 vòng. Thực ra không đúng với súng M50, M30, vì súng do sử dụng đã cũ. Từ kinh nghiệm này đã được mình truyền đạt lại rất nhiều lớp đàn em về sau này. Sau 2 hôm được sự quan tâm của đội ngũ sửa chữa của đơn vị, cấp trên sáng kíp xe của chúng tôi tiếp tục cuộc hành quân, gần một ngày mới đến xa em, chung cư San nơi trú quân. Bên phải là con suối, bên trái là bãi tranh nổi, xe máy tập kết để sửa chữa nhỏ. Lại hên, cách nơi tập kết của đơn vị khoảng 150m là nơi đóng quân của đại đội điều trị 84 từ bên nước sang. Tầm hơn chục người, đa số là nữ. Các anh nhà ta tự nhiên chả chuốt gà lằng hết cỡ. Nhất là mấy anh lính cũ, cứ chiều chiều tìm mọi cách thể hiện. Cũng đúng thôi, sau bao năm bên này, gặp một người con gái Việt đã khó, giờ chỉ cách gần 200 mét. Đi chiến dịch chưa biết khó khăn gian khổ như thế nào, nhưng lúc bấy giờ thì vui và sướng không gì bằng. Tại vị trí tập kết, mọi công tác chuẩn bị lại được quan tâm. Mỗi xe ngoài hơn cơ số đạn, thêm một phi nước uống loại 100 lít, 4 can vàng đầy nước, bi đông cá nhân và cả mì gói 2 tô nữa. Nghĩa là tận dụng mọi thứ để dự trữ thêm nước. Còn cách giờ cờ 3 ngày, đơn vị củng cố. Chiều đó nhận được lệnh các đơn vị tập trung để hạ quyết tâm của quân khu. Đơn vị cử hơn 30 đồng chí tham gia. Đến khi quay về thì bị tai nạn lật xe. May mắn không có ai hy sinh. Một số bị thương phải ở lại hậu phương. Trong số đó, may không có mình. Giờ gờ, một thì được lệnh vào vị trí xuất phát. Mới 1 giờ sáng mà cả khu rừng bừng dậy. Tiếng gầm rú của T-54, M-13, M-41. Căng kíp xe được tập trung quán triệt nhiệm vụ. Chúng tôi thực sự bước vào chiến dịch đó là ngày 24 tháng 3 năm 1984. Đội hình di chuyển chậm cách xa nhau, trời thì tối đen, chỉ nhìn thấy ánh đèn pha phía trước, bụi mù mịt. Cực nhất là lái xe, sau là pháo thủ. Nói thêm hai pháo thủ là hai khẩu M30 ở hai bên sườn. Không có ghế, chỉ đứng thôi. Trường xe với khẩu M50 ở phía trước, có tháo pháo để dựa cũng đỡ. Đo đường rừng mới khai phá phục vụ chiến dịch nên rất khó đi. Lại ban đêm mà không được bật đèn pha sáng, chỉ để độ cốt. Cả đêm bị quăng quật trên xe, không biết sao hồi ấy khỏe tê. Đi không được nghỉ, cả đêm cho đến sáng thì đã đến vị trí. Lúc đó anh Bắc trung đội trưởng, trưởng xe nhắc không được xuống xe. Còn nếu muốn xuống thì bước theo vết xích xe để tránh mìn sát thương 652A, 652B. Nói thêm về hai loại mìn sát thương này, do Trung Quốc sản xuất, 652A và 652B vì hình dáng giống hệt nhau, giống hộp phấn của phụ nữ, chỉ khác nhau về tính năng thôi. Nổ chỉ giây lát, sát thương nhẹ thôi, nhưng trong thuốc và mảnh nhỏ có độc nên nhẹ nhất cũng là cụt chân. 652A thì có chốt nhỏ để khóa lại khi không dùng. Còn 652B thì không khóa. Khi rút chốt thì phải để nổ và hủy. Tầm sát thương thì không gây chết người, chỉ bị cụt chân. Nếu biết thì kịp thời garo, thì cụt đến đầu gối, còn không thì phải tới háng. Được biết lúc ban đầu chỉ có loại 652A được dùng. Loại này thường chỉ đặt trên đường đi lại.
Ban đầu chúng gây sát thương lớn cho bộ đội ta. Trong chiến tranh mới thấy sự thông minh của ta sau một ngày thông thường của bọn công binh. Trước khi rời đi, các anh đánh dấu, sáng ra kiểm tra nếu có dấu chân, dấu khác lạ thì kiểm tra ngay. 652A chỉ việc nhặt rồi khóa lại. Chắc sau thời gian phát hiện thấy không có gì hiệu quả, bọn giặc mới cải tiến thành công năm 652B. Lúc ban đầu do chưa biết với lại chủ quan nên ta cũng thiệt hại khá nhiều, vì loại này chỉ cần chạm nhẹ là nổ, đúng là thâm như tàu. Trở lại với chiến dịch, lúc này trận địa pháo của mặt trận E-38F2 đã khai hỏa. Phía trước xe là đội hình bộ binh di chuyển, ngồi trên xe mà nóng ruột, không biết lúc nào xuất kích. Mới nhìn, mình tưởng như trò chơi. Trên vô tuyến điện, lệnh xuất phát của đại đội trưởng Lê Đình Ký. Các xe đều gầm rú tiến lên. Tôi bên sườn trái cứ nổ vào 30. Bên phải thì nổ súng ít hơn. Trường xe thì cánh quạt ở phía trước mà nhả đạn. Tiến lên khoảng 500 mét thì qua vô tuyến, được lệnh dừng tản ra hai bên. Và Popot bắt được phản công. Toàn DK-75, tiếng rít của nó từ bên sườn cao nghe ghê rợn. Hú ầm liên tục. Bỗng xẹt một tiếng, cả kíp tôi bị hất văng lại phía sau. Chưa kịp định thần thì tiếp những quả DK vào đội hình. Tiếng gọi vô tuyến vang lên được ký. Bị thương, cử một xe đưa đi gấp. Một xe M13 chạy lên liền bị bắn tới tấp, đành nằm im. Thì ra mùa khô, khi di chuyển thì bụi đường mù mịt, bọn chúng đã phát hiện. Thế là phải chuyển đồng chí Ký bằng cáng đến xe xa đội hình nhất mới được ra trạm phẫu F2. Còn lại chúng tôi quan sát trên các sườn đồi, hai bên đấu pháo, và chỉ khi trên cao phản lại đều thì thấy ánh chớp đầu nòng lúc đề pa. Pháo binh ta bắn vào các mục tiêu trên sườn và chờ lệnh. Dãy núi Đăng Rích có điểm cao 547 là núi đá, hình bậc thang, có độ cao thấp kéo dài. Nhìn chung có lợi cho phòng ngự. Chúng cũng còn được pháo binh của Thái Lan yểm trợ. Bất ngờ hơn là mỗi đoạn đường cua có những tấm vải treo lên những cây khộp khô hết lá. Chúng tôi được lệnh đưa xe ra khỏi những vị trí này, vì đây là nơi được đánh dấu sẵn của địch tập trung hỏa lực vào. Hơn 10 giờ trưa, tranh thủ lúc im ắng quý báu, ăn mì gói sống, uống nước cho đỡ đói để lấy lại sức. Ngoài trời nóng nóng như thiêu, cùng với mùi thuốc súng cay cay nồng nặc, mùi của chiến tranh. Trong ba xe của trung đội tôi, có một nhân vật bây giờ tôi mới biết, đó là nhà đại tá, nhà văn, nhà báo quân đội Nguyễn Chí Trung ở trên xe. Sau chiến dịch, ông có đăng trong tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng năm. Trong truyện ngắn của đại tá nhà văn, nhà báo quân đội Nguyễn Chí Trung đã nói bao quát về chiến dịch C-84, chiến dịch Can Vàng, còn bản thân chỉ ghi lại những gì xảy ra quanh mình. Thời gian im ắng của chiến trường, chỉ vài tiếng lặt đặt của tiểu liên AK làm bao ý nghĩ chợt hiện ra. Không dễ dàng, không đơn giản, hăng hái như lúc bắt đầu vào trận. Thương binh tử sĩ, nhất lính bộ binh thì không chuyển ra được. Chúng tôi như giữa hai làn pháo DK với các loại. Nhìn khuôn mặt mọi người đều hiện lên sự lo lắng, suy nghĩ mông lung. Chẳng may bị một quả pháo DK rơi trúng vào. Khoảng 15 giờ chiều thì được lệnh sử dụng pháo 100 trên xe T-54 tiêu diệt các mục tiêu trên sườn núi. Nếu tiêu diệt được thì xe tăng, bộ binh mới phát triển được. Thế là pháo các loại bắn cấp tập, tạo điều kiện cho T-54 triển khai đội hình. Pháo 100 có lợi thế bắn chính xác bởi kính ngắm quang học và tầm bắn trên các sườn được bố trí. 10 xe T-54
đã triển khai xong và liền phát huy hỏa lực. Với cơ số đạn 34 quả mỗi xe, lúc đầu cũng có bắn trả, nhưng cần gần 2 tiếng các mục tiêu đều im bặt, không có sự phản kháng nào từ sườn núi ra. Đội hình xe M13 với bộ binh tiến vào Z1A là doanh trại của bọn Pol Pot và sẵn sàng đánh trả khi địch phản công. Khi vào triển khai đội hình làm công tác ổn định, anh em vui mừng với thắng lợi ban đầu. Chiều đó có anh đã mang về mấy chục con gà thu được trong doanh trại. Cột một dãy gà mà chỉ nhìn thôi, ai cho đốt lửa đâu mà nấu ăn. Còn với mình thì được anh ba lái xe người Thanh Hóa dù mình cùng đi kiểm tra chiến lợi phẩm của doanh trại bọn chúng. Mới đi được khoảng 50 mét thì phát hiện bọn chúng có đặt mìn ấn lạnh xương sống. Thì ra như thế này, anh ba đi trước khi chuẩn bị bước tiếp thì chạm dây, đứng im và hét lên như vậy. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mình đứng yên nhìn thấy anh ba tái nhợt, mình thấy ớn ở trong người, chắc mình còn tái mặt hơn. Min đến anh ba nhỏ lại, mình phía sau tìm muốn nhảy ra ngoài. Mình thấy anh bình tĩnh lạ thường, anh nhìn sang hai bên, anh bảo hô 1, 2, 3 là nhào ra phía sau nhanh chóng. Mình nói rồi nhìn ra phía sau để tính toán làm sao nhanh nhất có thể. Chuẩn bị 1, 2, 3 nhào nhanh đến mức hình như chưa hết tiếng ba, nằm im một lúc nhưng không nghe thấy gì, mình mới hoàn hồn. Anh ba kiểm tra lại thì một quả B40 xanh dần, thì anh nói hên là do thằng này đặt ngu, chưa có kinh nghiệm lắm. Cái đầu dây kéo qua có nút thắt bị kẹp vào cái nhành cây nên nó không rút được cái chốt ra, anh giải thích. Mà nếu khôn thì chắc hai anh em mình toi rồi. Thêm một chút kinh nghiệm sống ở trên chiến trường ca. Đến trạm vạ thì được tin báo đồng chí Võ Trọng Đồng, tiểu đoàn trưởng hy sinh, chưa tìm được xác và triển khai đi tìm. Nói thêm trước khi bước vào chiến dịch thì mỗi đồng chí được cấp một biển số nhỏ bỏ vào túi áo ngực trái. Của mình là TK510. Lúc nhận mình chả biết để làm gì, nhưng đến lúc này mới hiểu là để làm chính sách chiến trường. Đến gần 22 giờ thì được tin các đơn vị bắt được một nữ tù Pol Pot chuyển ra và thông báo bộ binh đang thiếu đạn, bộ phận địch vận liền có mặt để khai thác tin tức. Khi xa mình có trách nhiệm quản lý đến sáng hôm sau, thật lúng túng không biết làm thế nào để giữ. Khoảng tầm 23 giờ thì nữ tù nhân ấy bị bỏ vào xe đóng cửa, chỉ mở cửa trên để cảnh gác. Lại đến phiên của mình mới lo. Nó cảnh gác là chủ yếu theo dõi nữ tù nhân làm gì. Mình lo nó phá và làm gì ở trong xe thì chết dù đã bị trói. Do hơn một ngày không ngủ, nghỉ nên cái mệt đến lúc này mới thấm. May là có anh Long, Long Hù, biệt danh Hù Dọa, đòi khai thác tin tức. Có người còn hơn, nhưng mình nói anh không được mở cửa xe, mà chỉ ở trên họ hỏi chuyện thôi. Qua câu chuyện mình được biết, cô ta bị ép. Trước khi rút lui, bọn chúng đã cùm chân cô ta vào khẩu 12-7 ở trận địa, với gần 700 thùng đạn. Nhưng khi bộ đội vào, cô ta không chống trả. Có anh Long ngủ nên tôi cũng tỉnh táo hẳn. Đến giờ thay ca được nghỉ, cách hơn 10 mét là xe T-54 của Trần Thúc Bảo lên sang nói chuyện. Chỉ ngồi bên sườn phải xe cho an toàn. Trong khi đó xe vận tải bổ sung, đạn dược cũng đã có nhưng cách ở phía sau. Bộ binh ra vào vận chuyển cả đêm, chuẩn bị cho ngày mai căng thẳng hơn. Đúng thật, một đêm qua như thế nào mình cũng không nhớ, chắc do mệt đã tiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra được gọi giật dậy để chuẩn bị T-54 thì tiếp tục triển khai phát huy kết quả chiều hôm trước. Lúc này có T-54
hầu hết ai cũng yên tâm hơn. Về phía địch, sau một đêm chắc cũng rút kinh nghiệm. Khi ta thừa thắng xông lên, thì bọn chúng đánh trả yếu ớt hơn. Nhưng dùng các trận địa cối bắn vào đội hình của ta cũng gây khó khăn. Lúc này xe M13 tăng cường hỗ trợ cho bộ binh. Trời nắng như đổ lửa, nước uống bắt đầu thiếu. Bộ binh cứ ra xe tăng thiết giáp mà xin. Trong khi chờ nước bổ sung, nước ở trong xe lúc đó cũng không còn nhiều. Cứ nghĩ mọi việc sẽ yên ổn. Anh Bắc báo cho nước nhưng nhớ giữ lại đủ sử dụng. Nhưng biết bao nhiêu là đủ. Trên mọi trận địa đều truyền đi tiết kiệm nước tối đa. Nghĩ lại nếu có xe tăng thiết giáp thì dễ giống như chiến dịch năm 1982. Đúng là ác liệt thật. Nhiều tình huống vượt ra xa ngoài suy nghĩ của mình. Bất ngờ khoảng hơn 15 giờ chiều, bọn Pol Pot bắn DK-82-75 xuống dữ dội. Tất cả đều nằm im ở dưới gầm xe, tiếng kêu ơi ới. Khi đã tạo thì tin sốc, D3 tăng hy sinh 3 đồng chí, anh Võ Quốc Việt chính trị viên C8, đồng chí Võ Sĩ Hiệp trưởng xe M13C9, đồng chí Võ Hòa pháo thủ của C9, bạn cùng đợt tập huyện đợt sang ca, đồng hương đại lộc với mình. Thương binh liệt sĩ không chuyển ra được vì mỗi lần xe vào lại bị chặn. Lúc này khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 3 năm 1984. Hôm đó là ngày 26 tháng 3, cũng là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Một dấu mốc không thể nào quên, nhất là mình còn những đồng đội hy sinh. Thương binh muốn chuyển ra phía sau mà chưa được. Các đồng chí sĩ quan thì tính toán bằng cách nào nhanh nhất để chuyển các anh ấy ra. Lúc đó tôi còn nhớ đồng chí Phạm Viết Thường, e trưởng 574. Sau này mới biết là e trưởng vì chưa gặp, phải làm cách nào chứ thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của anh em. Nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Một không khí trầm lắng bao trùm. Đã hơn 2 ngày chưa có miếng cơm, chỉ toàn ăn mì tôm sống, bột ngũ cốc ăn để lấy sức, uống nước lạnh khô rát cả cổ, thèm một cụm nước nóng, thèm một chén cơm, một bát canh nhỏ. Nếu có lúc đó sẽ ngon hơn bất cứ thứ gì cao lương mỹ vị trên đời này. Cũng 2 ngày ấy chẳng có ai nghĩ đến cái tắm. Quần áo thì lem luốc, mặt mày nhem nhuốc dính đầy bụi đất, chẳng ai quan tâm. Lúc này nước uống cũng có thiếu mà, rồi cũng qua. Thật lạ, sau cú phản pháo ấy là sự im lặng, chỉ còn những hoạt động như cứu thương, vận chuyển thương binh liệt sĩ để chuẩn bị chuyển về phía sau. Anh em bắt đầu ngồi nói chuyện từng nhóm nhỏ, chỉ huy nhắc nhở ngồi cách ra cho an toàn. Nhưng tâm lý con người thật lạ. Lúc này giữa cái sống và cái chết thì lo sợ khi ngồi cách ra, muốn ngồi chung mới lạ. Đêm xuống, phân công canh gác, còn lại tranh thủ nghỉ để sức cho những ngày phía trước chưa biết như thế nào. Khoảng hơn nửa đêm bị gọi giật dậy bất ngờ, chưa biết chuyện gì. Thì ra bộ phận chính sách vào đưa anh em thương binh liệt sĩ ra. Do mệt quá hay sao mà mình nằm cạnh các đồng chí hy sinh, còn kéo chăn đắp chân nữa cơ. Máu còn thấm qua cả áo. Bật dậy rồi cùng các anh phụ mấy anh em nhanh chóng đưa anh em ra. Nước uống cũng được trở vào ban đêm ấy. Gọi người bổ sung nước đầy đủ. Mọi việc đều nhẹ nhàng im lặng cho đến sáng. Mới sáng được lệnh hành quân gấp để kịp phối hợp với bộ binh truy kích địch rút chạy. Trung đội mình đi đầu tiên, xe 343 đi đầu, vừa đi vừa cảnh giác, đạn đã lên nòng, sẵn sàng đi vào chừng 3 km thì tạm dừng vì được báo địch còn ở phía trước. Ngay sau đó cũng là một doanh trại Pol Pot có 2 xác chết của Pot nằm đó. Bộ binh tiến vào
thấy bộ binh vào, nên mình cùng anh Nam cũng xuống. Thấy ở trong có gần 10 khẩu AK và mấy thùng đạn, hai anh em mang về bỏ vào xe. Lúc này Vô Tuyến lại nhận tin hai xe M13 bị mìn. Anh Bình bị thương nặng nên đội hình không vào được. Trung đội tiếp tục phát triển. Xe vào đến chân núi thì hết đường. Bên trường Bắc lệnh tấp vào các vị trí bên đường. Lúc này từng tốp bộ binh đi ra. Bọn nó chạy qua Thái Lan rồi. Kịp xe liền đi vào tìm chiến lợi phẩm. Một con súng kíp loại 2 nòng, đạn súng kíp. Thấy mấy anh mang về 6 khẩu, một ít rau. Anh Nam nói, mày đi với tao, không biết đi đâu. Tôi liền cầm cậu AK đi theo. Kiếm thì tươi tươi, bắn đi. Trước mặt là một bầy heo khoảng 5-6 con. Con nhỏ nhỏ cũng hơn một tạ mấy. Thấy người, chúng lừ lừ đến. Tôi làm một loạn, chúng chạy toán loạn. Chỉ có 2 con trúng đạn thì phải. Nam lấy dao, hớt 2 bên mông cũng khá lớn. Nghe tiếng súng các xe khác hỏi chuyện gì. Nam cười. Chất xuống lấy đi. Thế là sau bao ngày mới có bữa tiệc này. Bộ binh thì tận dụng hết mỡ thì ráng ăn dần. Nói chung là hết cả những con còn lại. Trên đầu lúc này tiếng máy bay, tiếng pháo từ đất Thái Lan vẫn còn bắn sang bên này. Khoảng 10 giờ sáng thì được đồng chí đại tá sư trưởng sư đoàn 2 Trương Hồng Anh ghé chỗ xe và nói chuyện. Sẵn anh em mời đồng chí cùng ăn, nói chuyện vui vẻ hòa đồng, chỉ xương tớ với cậu. Trong câu chuyện nhớ nhất được nói sau chiến dịch này, tớ chuẩn bị đi Ý cùng với đoàn quân sự cao cấp của Việt Nam làm việc. Đồng chí liên lạc cùng quê Đại Lộc với mình. Xong tớ phải ra. Trước khi đi, đồng chí Bắc tặng 2 khẩu súng kíp 2 nòng. Không ngờ đó là giây phút cuối cùng của đồng chí ấy. Sau này được biết, lúc đại tá mới 32 tuổi, gặp anh em mình được 36, chuẩn bị nhận thiếu tướng. Khoảng 1 giờ sau được lệnh rút ra. Khi gần đến chỗ tập kết, khi sáng thì được báo dừng lại để công binh giả mìn. Tại đây anh em phát hiện một đống xe đạp hiệu Trung Quốc, mỗi xe lấy 5-6 chiếc vứt lên xe. Tin xe chở đồng chí Trương Hồng Anh bị mìn, nghĩ lạ, chỗ này 4 xe M13 đã qua sáng nay, thì 2 xe M13 bị mìn trên đoạn đường này. Giờ tiếp tục bị thêm một chiếc Jin 131 loại mới. Sau mấy đồng chí công binh giải thích, chúng đặt mìn tăng cách mặt đất tầm 0,5m, sau đó lấp lên khoảng 5cm, rồi đặt một khúc cây lên trên bằng mặt đất, đúng vào kíp nổ, lấp đất chặt, rồi ngụy trang. Khi 1-2-3 xe đi qua, đến lúc làm khúc gỗ đè vào kíp thì sẽ nổ. Tùy vào mục đích, chúng có thể thêm khối lượng bộc phá để tăng lên sức công phá. Có nhiều loại bẫy bằng mìn mà thực tế mới biết, chứ sách vở không có. Qua quá trình nghiên cứu rút kinh nghiệm rồi mới có, nhưng chỉ cần quá trình đó bao nhiêu thương vong rồi. Tin đồng chí Bình chính trị bên đại đội hy sinh, đơn vị cũng bắt đầu rút quân về, do nhiệm vụ mình ở lại hơn 2 hôm nữa mới rút ra. Mấy anh em ngồi tháo gọn mấy chiếc xe đạp ra cất vào thùng đạn. Sườn xe thì cho mấy lái xe ô tô, vì nghe nói sẽ bị thu hồi hết. Xe M13 bị nặng, phải dùng bộc phá đánh vỡ ra, cưa cái gì còn dùng được thì mang về, còn lại là chôn hết. Sau này khi đã là sĩ quan, mình mới nhận được một cái nồi nhôm, khi đó mới biết là có nhôm của xe M13 ở ca mang về. Sau khi về khu tập kết, đơn vị làm lễ truy điệu cho 5 đồng chí tại xa em, làm công tác chuẩn bị, sau đó rút về đơn vị, chuẩn bị đón mùa mưa.